Bây giờ chúng ta tạo quản lý nhân viên thì chúng ta cần quản lý thuộc tính là mã, tên, giới tính, vai trò. Chỗ này chúng ta tạo ra một cái class nhân viên. Nhân viên. Trong class nhân viên này chúng ta có private. Chúng ta để là mã nhân viên thì chúng ta sẽ dùng gì các bạn? String mã nhân viên mình ghi vậy, MA phía trước là viết thường, NV viết khoa để cho nó dễ đọc. Dễ đọc. Mã nhân viên. Rồi chúng ta sẽ có private string tên nhân viên. Rồi đến giới tính. Chúng ta sẽ dùng string hoặc là bạn dùng kiểu int hoặc là bạn dùng kiểu byte là giới tính. Bạn dùng kiểu byte cũng được. Rồi một cái nữa là vai trò. String vai trò. Đối với lại một cái class thì chúng ta nên tạo một cái hàm khởi tạo, tạo một cái hàm khởi tạo không tham số và một hàm khởi tạo có đầy đủ các tham số, để cần thì chúng ta khởi tạo đối tượng ngay. Đối với lại nhân viên hiện nay, mục đích của chúng ta là để lưu thì chúng ta chỉ cần vậy thôi, chúng ta không cần nhập, bởi vì nhập là chúng ta đã có cái form nhập ở bên kia rồi, chúng ta lấy dữ liệu xuống, chúng ta không cần nhập, cho nên là cái class nhân viên của chúng ta như vậy là đủ, tại thời điểm này là đủ. Đối với lại bên quản lý nhân viên, chúng ta sẽ xử lý bên phần code ha, bên phần code trong cái phần sọt này các bạn sẽ tạo cho thầy một cái biến, một cái biến, và chúng ta sẽ khai báo cho cái biến đó là toàn cục để mình có thể là nhập, mình cũng gọi được đến cái danh sách, xuất mình cũng gọi được đến danh sách, xóa thêm xóa sửa gì mình cũng gọi được hết. Cho nên ở chỗ này các bạn sẽ tạo ra một cái array list. Array list. Và cái object của mình là gì? Là nhân viên. Object của mình là nhân viên, mình để là danh sách nhân viên bằng new. Danh sách nhân viên. Chỗ này mình chưa new, mình để danh sách nhân viên trước đi. Rồi trong phần khởi tạo nè. Trong phần khởi tạo mình sẽ chọn là gì? Danh sách nhân viên bằng new array list. New array list. Rồi. Thì đến vô bên trong cái khởi tạo, mình mới khởi tạo cái danh sách nhân viên bằng new array list. Mình sẽ xử lý form để lưu dữ liệu vào. Như vậy thì cái cách mình làm hiện nay mình không có thao tác với cơ sở dữ liệu. Đối với bài này mình chưa thao tác cơ sở dữ liệu. Thì ở cái dữ liệu mà toàn bộ mà nhân viên mà có trong công ty thì nó đang nằm ở trong ArrayList này. Sau này thì chúng ta có một thao tác nữa là lưu xuống file. Lưu xuống file thì chúng ta để đó rồi chúng ta load lên lại, hoặc là chúng ta gửi file cho người khác đều có thể dùng được danh sách công ty. Còn hiện nay chúng ta đang lưu ở trong ArrayList, thì sau khi kết thúc chương trình cái list này sẽ mất. List này sẽ mất, nó chỉ tồn tại khi chương trình đang chạy thôi. Còn chúng ta muốn giữ nó thì chúng ta lưu xuống file.
Bây giờ chúng ta sẽ thao tác với danh sách nhân viên. Trong này, hôm trước về cái phần mà cái nút tạo mới, chúng ta đã xử lý chưa? Mới đây. Mới. Và thầy nói các bạn là đối với lại cái vai trò, mình set cái lựa chọn đầu tiên. Có bạn nào về nghiên cứu chưa? Dùng cái gì? Dùng phương thức gì để mà set lựa chọn đầu tiên là vai trò là admin nào? Hả? Có nhiều lựa chọn rồi đó. Set. Selected. Index. À, mình chọn index 0. Nghe bên này nói trước nè. Số máy báo thầy. Tí nữa báo thầy ha. Rồi, như vậy thì set index. Nếu như mình tạo mới thì mình cho nó set đầu tiên. Và cái khởi tạo mình cũng đặt nó khởi tạo vai trò. Đây phần khởi tạo. Chạy lên coi. Chỗ này mình không cần set cũng được, bởi vì mặc định là nó đã chạy vai trò quản lý. Bây giờ mình chọn là nhân viên, mình bấm mới. Rồi nó về quản lý. Mình chọn nữ, mình bấm mới. Chưa về nè. Chỗ này mình bấm mới là nó chưa về nè. Vậy làm sao mà nó về nam luôn? Chỗ mới của mình ha. Chỗ mới. Ok. Như vậy chỗ này là RDO nam chấm set select. Ok. Set selected to. Chạy lại. Mình đang ở nữ, mình đang ở nhân viên, mình bấm mới. Chỗ này mình có dữ liệu. Đang ở nhân viên, bấm mới. Được chưa? Rồi. Bây giờ theo các bạn, mình cần xử lý gì thêm trong cái form, cái mà bấm nút mới này nữa không? Đây, chỗ này có dữ liệu, chỗ này có dữ liệu, chỗ này nữ, chỗ này nhân viên, bấm mới nha. Ổn chưa? Theo các bạn, chúng ta cần gì nữa nè? Hả? Mạnh dạn đi. Ổn chưa? Xong chưa? Xử lý như vậy là hết chưa? Còn gì nữa? Thông báo thì cũng được, nhưng mà cũng không cần, bởi vì rõ ràng là mình nhìn thấy là nó đã clean form rồi. Như vậy, cái mà các bạn đang thiết kế gọi là UI, là User Interface, tức là giao diện người dùng. Người ta nhìn vô có dễ nhìn không? Cái form mình như vậy có thiện cảm không? Nếu ok rồi, là cái UI của mình là xong. Là mình thiết kế giao diện người dùng ổn. Bên cạnh đó, khi mà các bạn nhấn chữ mới này, thì nếu như ứng dụng của mình mà cho con trỏ nhấp nháy ngay cái ô này, thì các bạn có cảm giác thích hơn không? Thì cái đó gọi là UX. Là cái cảm nhận của người dùng, cái trải nghiệm của người dùng. Bạn nghe cái chữ UI, UX ha. UI là interface, là mình thiết kế ban đầu. Có thiện cảm không? Có thuận tiện không? Màu sắc có ổn không? Kích thước các phông chữ ổn không? Có nhiều bạn chơi cái phông chữ fantasy nhìn rất đẹp nhưng mà rất đau mắt thì không ổn nha. Rồi, cái tiếp tục là cái cảm nhận người dùng. Như vậy nếu như mà bạn set con trỏ ngay đây nhấp nháy thì quá tốt. Như vậy khi mà các bạn tạo cái hàm mới này thì các bạn nên TXT, bạn để sau cùng ha. Mã nhân viên các bạn chọn gì nào? Set gì? Các bạn nào muốn có biết là set cái gì mà nó nhảy về đó không? Ồ, hay quá ta. Set focus đâu rồi nào? Trong này
đối với lại các bạn set focus không có, nó là set gì, focus là đúng rồi đó, focus là đúng rồi, nhưng mà cụ thể hàm đó là cái phương thức, đó là phương thức gì, focus là đúng á. Ok, như vậy chỗ này chúng ta không set nha, không set, mà các bạn sẽ là request forget thì nó sẽ quay trở về vị trí đó. Giỏi, quan trọng là cái cách tìm thôi, cũng là forget. Như vậy chỗ này là nữ, chúng ta nhấn mới, nhảy về, tiện hơn đúng không? Rồi, tí nữa nhắc cho thầy số luôn. Và chúng ta đã xử lý xong cái nút mới. Bây giờ nút thêm, thêm có nghĩa là lưu á các bạn, lưu á. Như vậy thì chỗ này mình thêm là mình đẩy dữ liệu xuống đây, đẩy dữ liệu từ đây xuống. Như vậy thì ở chỗ này nó sẽ có hai dạng, hai cách quản lý dữ liệu. Một là các bạn thêm, là các bạn đẩy dữ liệu từ trên form, tạm thời mình gọi cái này là form, xuống cái bảng dưới này và mình lưu vô release. Như vậy mình làm cả hai hướng. Khi mà nhấn nút thêm thì một hướng là mình đẩy vô release, một hướng là mình đẩy xuống table. Mà làm như vậy thì nó cũng không hay. Người ta sẽ làm thế này: nhấn nút thêm thì việc của mình là đẩy xuống release, còn cái table này nó hiển thị là nó lấy từ release lên. Như vậy mình đi vòng, tất cả đều thao tác thông qua release hết. Giữa cái form ở trên và cái bảng ở dưới không liên quan trực tiếp với nhau, mà thông qua release. Được không? Như vậy ở chỗ này, nếu như chúng ta nhấn nút thêm, nếu như chúng ta nhấn nút thêm, thì chỗ này chúng ta sẽ viết một cái phương thức, hay gọi là một cái hàm, void thêm, void thêm. Và thêm của mình là mình sẽ lấy dữ liệu từ cái form, mình đẩy vô release. Như vậy chỗ này các bạn sẽ có nhân viên là nv bằng new nhân viên, new nhân viên. Ở chỗ này chúng ta sẽ có mã nhân viên từ đâu ra? À, chúng ta gán trực tiếp vào đây luôn. Mã nhân viên là txt mã nhân viên chấm getTest. Tên nhân viên txt tên nhân viên chấm getTest. Chỗ này số 0 có nghĩa là gì? Giới tính, giới tính nam hay nữ? Giới tính từ đâu ra? À, như vậy ở chỗ này có vẻ chưa ổn, mình chưa tính được, mình chưa lấy được giới tính ở đây. Như vậy tạm thời dừng chỗ này lại. Giới tính chúng ta sẽ có một cái bài giới tính sẽ được gán bằng gì? Nếu gì? Radio nam chấm is selected thì giới tính sẽ được gán bằng bao nhiêu là tùy mình nhé. Mình muốn gán nhiêu thì mình gán. Ví dụ như nam nữ khác là 0, 1, 2 là do mình quy định. Rồi chỗ này còn không, nếu RDO nữ mà được chọn thì giới tính bằng
một chấm phẩy, giới tính bằng 2. Giới tính bằng 2. Cái này là do mình quy định nha. Rồi, mình đã có được giới tính ở đây rồi. Thì mình gán vô đây, giới tính. Vai trò ở đầu kia mình để là string. Thì ở chỗ này mình sẽ có cái gì? Campbell box vai trò chấm get gì? Get select item. Lấy được cái gì? Lấy được một object get select item. Lấy được một object. Nó báo lỗi. Chỗ này nó cần chuỗi mà mình đưa vô một object thì làm sao? Ok, một là toString, hai là mình sẽ sử dụng cái gì? String value, value of. Bây giờ mình đã có được cái mảng rồi đó. Nhân viên, và mình sẽ lấy danh sách nhân viên chấm add cái nhân viên này vào. Mình đã có được danh sách nhân viên. Đó là nút thêm. Bây giờ mình thử xúc cái danh sách nhân viên này ra coi. Có add vô được không? Có đúng không? Có đúng không? Vậy mình có thể thêm bên nhân viên này một cái phương thức. Một cái phương thức là toString. Nó là override. Phương thức toString. Và mình viết lại cái toString của cái này. À, mình chèn vậy nó không có tự chèn cho mình. Nó không hay. Mình vô đây mình insert code đi, nó sẽ tự chèn cho mình luôn hay hơn. toString. Ok, đó, nó toString cho mình. Nó tự chèn luôn, nhanh hơn, mình khỏi cần phải viết. Ở bên này sau khi mình nhấn thêm xong, mình thử là mình xuất ra xem thử là cái danh sách nhân viên của mình get 0 chấm toString đó, coi thử nó ra cái gì. Tức là mình thêm vô một cái mình xuất ra xem thử nó ra cái gì. Đây, a nữ quản lý thêm chưa ra, chưa xuất thêm, ok, chưa gọi, nút thêm. A thêm đây, mã nhân viên a tên a, giới tính không, vai trò quản lý nữ, b nhân viên thêm sai. À, xuất thằng đầu tiên. Mình chỉ xuất thằng đầu tiên. Ok. Như vậy mình sẽ xuất chỗ này. Chỗ này mình sẽ get index. Xuất thằng cuối cùng đi. Ok. Danh sách nhân viên chấm sai. Yes. Ok. Như vậy mình xuất hàng cuối cùng. A thêm nữ, B thêm khác,
thêm. Ok, như vậy được chưa? Rồi, như vậy mình đã hoàn thành xong cái phần là danh sách nhân viên ở Aurelis. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là mình viết một cái hàm để fill cái danh sách nhân viên đó lên. Mình không cần cái dòng này nữa. Mình sẽ có một cái hàm là fill void, fill cái fill to table. Fill to table. Tức là mình lấy danh sách nhân viên từ Aurelis, mình đẩy lên table. Để mà thao tác với table thì các bạn phải có một cái bảng ở phía dưới. Chúng ta sẽ làm việc với data table mode. Default table ở đây. Model add row. Như vậy các bạn sẽ tạo thêm một cái default table. Default table. Rồi mình mới thao tác trên cái model này, chứ mình không thao tác trực tiếp trên cái table trên form. Mình không thao tác trực tiếp ha. Tất cả mọi thứ mình thao tác qua đây. Default table mode. Chúng ta sẽ tạo ra một cái default table mode ở trên, cũng là biến toàn cục. Sau đó thì chúng ta sẽ thao tác ở các cái nút ở phía dưới. Default table mode. Chúng ta sẽ khai báo nó là biến toàn cục. Ở đây đi. Default table mode. Chúng ta ở trong control space cho nó chèn thêm cái này vào. Import vào. Và trong hàm khởi tạo của chúng ta, model sẽ được khởi tạo bằng TBL của chúng ta, danh sách nhân viên get mode. Như vậy sau này chúng ta thao tác, chúng ta sẽ thao tác trên cái model này. Khởi tạo default table mode. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì đối với lại cái model này? Chúng ta sẽ dùng cái hàm fill to table. Vậy chúng ta sẽ for nhân viên nv 2 chấm danh sách nhân viên, và mình lấy cái dữ liệu của nhân viên này mình đẩy vô cái model đó, lấy dữ liệu nhân viên ra, mình gán vô cái gì ta? Object. Mình có một cái object một mảng một chiều. Nếu như mà mình chỉ đưa dữ liệu một mảng thôi là data bằng new, bằng gì đây, ở trong này mình đang khởi tạo nè, new dữ liệu vô. Vậy dữ liệu này từ đâu ra? Dữ liệu này từ đâu? Trong cái Aurelis, mình sẽ lấy từ Aurelis ra. Dữ liệu này lấy từ Aurelis ra là nv chấm. Nhìn cái bảng của mình nha. Nhìn cái bảng của mình. Đầu tiên là số thứ tự.
rồi mới đến mã, đến họ tên, đến giới tính, đến vai trò. Vậy số thứ tự này thì cái object của mình sẽ chứa cái gì ở đây? À, chỗ này nếu như mình đã có object thì mình for it có vẻ không ổn, tại vì đường nào mình cũng phải xài y. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ for int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn danh sách nhân viên chấm size phẩy y cộng cộng. Rồi xuống đây chúng ta sẽ có là y cộng 1, đối tượng đầu tiên. Đối tượng thứ hai của chúng ta là danh sách nhân viên chấm get y chấm. Rồi ở đây mình chưa có cái phương thức là lấy dữ liệu ra, bởi vì các cái thuộc tính của chúng ta khai báo nó là gì, private hết rồi, cho nên tại chỗ này chúng ta chưa lấy được. Như vậy chúng ta quay trở lại cái nhân viên của chúng ta làm gì? À, insert getter setter tất cả các đối tượng cho nó nhanh, khỏi cần phải suy nghĩ. Rồi qua đây viết tiếp chấm gì, get mã nhân viên phải, chúng ta lấy danh sách nhân viên. À, chỗ này có vẻ như vậy thì hơi dài đúng không? Thôi kệ. Chấm get hơi dài. Mình muốn nó không dài thì mình làm gì? Hả? Nhân viên NV bằng danh sách nhân viên chấm get y. Ok, vậy thì nó gọn hơn đúng không? Là NV thôi. NV chấm get tên. Rồi đến vai trò nè, đến gì nữa, giới tính đúng không? Bây giờ giới tính làm sao đây? Giới tính, rồi mình cứ đưa giới tính vô trước đi, tí nữa mình sửa sau. NV chấm get giới tính, nó là kiểu bài nha, phải NV chấm get vai trò. Hết chưa? Hết. Bây giờ model chấm add row mình đưa cái data của mình vô, add row đưa data vô. Nhìn nó sẽ bị lỗi nha, lỗi chắc chắn có lỗi, cứ làm đi. Khi các bạn code đừng có mong rằng code xong là chạy, code xong là lỗi, quan trọng là sửa lỗi, biết sửa lỗi chứ đừng có nghĩ code là chạy. Code chạy được rồi đó, nhưng mà tí nữa có lỗi á, chạy được, chạy nha. Phiêu. Như vậy ở chỗ này sau khi mà chúng ta thêm thì chúng ta đã làm được cái việc này rồi. Và ở chỗ cái nút thêm này nè, mình sẽ gọi thêm một cái hàm fill to table nữa. Được không? Fill to table. Vậy thì nó thêm xong dữ liệu vào danh sách, rồi nó lấy dữ liệu từ danh sách, nó đẩy xuống table. Đó là cái luồng xử lý mà người ta thường làm. A thêm, lỗi chưa, thấy lỗi không, nó thêm được không? Được đó, sao không được? Nhưng mà tại sao xét cái gì, xét gì nào?
ngay chỗ khởi tạo chúng ta phải làm gì? Chỗ khởi tạo này nè, sau khi mà chúng ta có một cái mô đồ này rồi thì chúng ta sẽ set num row đây, set row count chỗ này không, chạy lên thấy không, thấy bằng không không? Lúc nãy mà mình không có cái dòng này á thì nó làm sao? Đây nó có bốn dòng trước kìa, được không? Bốn dòng nè. Rồi như vậy đó coi như là lỗi các bạn, mặc dù chạy không lỗi nhưng mà coi như là một cái bug. Mình sửa xong rồi nhé. Tiếp tục lại lỗi nè, chú ý nha. A à, mã nhân viên NV01 rồi, lỗi gì nữa đây? Thầy đang nhấn phím tab nè, nó nhảy qua chữ mới nè, vậy đúng hay sai? Nó phải nhảy qua đâu? Nhảy xuống đây mới đúng. Như vậy chỗ này các bạn sẽ nghiên cứu cho thầy là tab index, thêm từ mới rồi đó, từ khóa mới đó. Các bạn sẽ tìm hiểu tab index trong screen của Java, để ngay từ đây khi nhấn tab nó phải nhảy xuống đây mới đúng nha. Chỗ này tên nhân viên 1 Bình Nam, ok, quản lý thêm, tốt quá, đúng không? Số thứ tự 1 nhân viên tên giới tính quản lý, ổn không? Tiếp nha, tiếp nhân viên 2 tên Hùng Nam, giới tính nhân viên thêm, sao ta? Rồi nhân viên 3 mi nữ, nhân viên thêm, sao ta? Vậy làm sao để xử lý chỗ này? Chỗ này là do nó bị cái gì? Bị cái gì? À, bạn nào biết xử lý chỗ này nói thầy nghe coi. Làm sao mà nó không lặp lại kiểu đó? Hả? Em, hai bạn coi, bạn nào trả lời thầy coi. Ừ, vậy bây giờ thầy thêm cái gì ở đâu? Ừ. Đấy à? Cái này hả? Object data bằng new object hả? Rồi thêm ý kiến nào, à chưa thấy lỗi hả? Cần thế. Đây, ở đây chữ A cho nó nhanh, thêm b nữ thêm. Ừ, nó đó. Rồi giờ sao? Hay. Khi gọi hàm thêm không phải là gọi hàm thêm, mà ở đây nè, mô đồ của mình nè, mình sẽ set row count không. Thử coi nào,
thêm. Được chưa? Rồi, ok. Cộng điểm nữa nha. Cộng mất ngán luôn. Được chưa? Như vậy thì quan trọng của các bạn á là đừng có bao giờ nghĩ mình cốt là 100% chạy được hết. Nếu vậy là thiên tài rồi. Cốt là lỗi, mình cứ nghĩ vậy đi. Mà lỗi là phải biết sửa. Quan trọng nhất là biết sửa là được. Như vậy mình đã thao tác được với table chưa? Thêm được rồi đúng không? Bây giờ tiếp theo nè, mình sẽ làm gì? Mình sẽ click chuột được ở dưới table. Nó sẽ lấy dữ liệu, nó đổ ngược lên, lên form. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ viết một cái phương thức mới. Void fill to form, tức là lấy dữ liệu từ ở dưới đẩy lên form. Như vậy thì ở chỗ này các bạn chú ý giùm thầy nè, chú ý về thao tác nha, về cách xử lý dữ liệu nha. Rồi, như vậy thì nếu như mình click chuột ở dưới này mà mình lấy dữ liệu từng dòng, từng đối tượng ở đây, nó phức tạp lắm. Bạn chỉ cần lấy là bạn đang chọn dòng thứ mấy. Bởi vì cái dòng thứ mấy này nó tương ứng với cái gì ở bên Aurelis? À, nó tương ứng với cái index bên Aurelis. Thì chúng ta chỉ cần lấy cái vị trí thôi. Còn dữ liệu chúng ta lấy ở bên kia nhanh hơn. Còn nếu mà bạn đọc dữ liệu của bảng này vẫn được, nhưng chúng ta đọc dữ liệu ở đây, chúng ta phải lấy từng chút, từng chút, từng chút một, chúng ta mới đẩy vô nhân viên, rồi chúng ta mới fill lên. Nó lâu lắm. Thì thay vì vậy chúng ta chỉ cần lấy index thôi, là chúng ta có cái index tương ứng ở bên Aurelis, và bên đó đã có nhân viên sẵn rồi, thì chúng ta fill lên thôi. Đó, như vậy thì nó sẽ nhanh nha. Vậy ở chỗ này nếu như chúng ta fill to form thì có phải là dữ liệu của mình ở đây là một nhân viên không? Phải không? Dữ liệu đầu vào của cái fill to form có phải là mình đưa vô một nhân viên rồi lấy cái nhân viên đó fill lên form không? Như vậy đầu vào của mình sẽ là một nhân viên. Vậy mình làm gì đây? TXT mã nhân viên chấm set test. Mình lấy cái gì? Nhân viên chấm get mã nhân viên. Ok. TXT tên nhân viên chấm set test. Nhân viên chấm get tên nhân viên. Rồi gì nữa? Giới tính làm sao? Giới tính thì phải if. Nếu mà nhân viên chấm get giới tính bằng bằng không thì RDO nam. Nam. Cái nữ một đó, cái khác đó mình chưa có ấy á, set select tịt true L. Nếu nhân viên chấm get giới tính bằng bằng một thì nếu yêu if thiếu chữ if get giới tính bằng bằng một thì RDO nữ chấm set selected true, còn không RDO nữ một này mình đổi lại khác nha, chấm
set selected to. Rồi, ok. Tiếp nữa là gì? Tiếp nữa, giới tính rồi, vai trò. Vai trò bên kia, mình sẽ có combo box vai trò chấm set. Set gì? Set selected item, đưa cái object vô. Đưa object vô, nhân viên chấm get vai trò. Là mình sẽ lấy cái nhân viên này, mình đẩy lên fill to form. Bây giờ khi mà mình xử lý cái hàm mà list của cái hàm mà select á, của cái bảng này nè, vậy cái event này của mình, mình sẽ xử lý cái hàm gì? Hàm xử lý hàm gì? Đây, trong này coi có rất là nhiều phương thức thao tác. Ví dụ position change, vị trí thay đổi. Ví dụ gì nữa nào? Này là mất focus ha, focus bị mất không còn nữa, không còn được chọn nữa. Mouse click keypad là nhấn một phím bất kỳ, nhấn xuống ha. Cái này là thả phím, nhấn phím, thả phím. Mouse click rê chuột, nhấn chuột xuống, mất chuột. Rồi, nó bị hết điện cho nên là...